đứng ngay đây. Hello, chào các bạn. Bây giờ là đang đứng tại Little Sài Gòn. Đây là sắp có đốt pháo với múa lân. Hello. Trong lúc rồi lại hai chị em tắm. Dạ. Chị Thủy quá tuyệt vời. Hello. Rồi. Dạ. Ồ, cái này video. Ok, cảm ơn anh. Rồi. Ok, các bạn ơi, mình đang ở Little Sài Gòn nè. Bây giờ là đang để livestream ha. Bây giờ làm sao? Oh, đây. Bây giờ sẽ đang đốt pháo nè. Mở lên cho các bạn xem nè. Đây. Đây, đoán pháo múa lân. Thấy quý vị thấy pháo là dài không? Đây nè. Tất cả anh chị em đây nè. Đây là những người bận áo dài rất là đẹp nè. Happy New Year nha. Yeah, đó. Chúc mừng năm mới. Đây. Yeah. Đó, đẹp không? Đây. Thấy không? Tất cả mọi người đều bận áo dài rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Đây là pháo nè. Đây, mọi người xem, nếu mọi người ở tiểu bang xa, hãy xem nè. Đó, lá hồi đốt pháo nè, vui không? Hôm nay là sáng mùng 1 Tết. Đây. Sáng mùng 1 Tết này, đây. Đây, quý vị thấy không? Tất cả mọi người đều bận áo dài rất là đẹp đây. Đó. Đẹp lắm. Hello em, hello. Đây mọi người thấy không? Đẹp không? Sắp có đốt pháo với múa lân thì livestream cho mọi người thấy cái không khí Tết nha. Ok, đi kiếm hình như có một đó. Dạ dạ.
mọi người thưởng một chút xíu không khí Tết tại Little Sài Gòn. Năm mới xin chúc tất cả mọi người, tất cả các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, nhiều hạnh phúc và bình an nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Thank you.